Xong rồi xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục lên cho bác những mẫu áo da đó. Hàng thì em mới về đó. Thì đợt trước thì em cũng có lên khá nhiều áo và xả giá cực kỳ rẻ lắm nha. Và đợt này thì em cũng bán cho bác những mẫu áo giá cũng rất là rẻ luôn. Thì cái áo thì có nhiều mẫu áo, thì hàng si thì nhiều áo thì nó sẽ gọi là hơi cũ, hoặc là cái áo bị sờn da. Em còn chị, nó bị sờn da một xíu thì các bác chịu khó là mình mua về mình có thể là đánh si không nhé, đánh si hoặc là mình xử lý. Bác nào mình dân sành áo da thì mình cũng có thể là mua về mình xử lý áo da các bác nhé. Và hình thức mua hàng bên em thì các bác là bắt buộc phải cọc lên 100k thì em mới đi đơn các bác nhé. Và chiều cao cân nặng thì em luôn nói rõ trên video. Nên bác nào mà mình gọi là mình ưng mẫu nào đúng chiều cao cân nặng thì mình chốt cho em nhé, để tránh trường hợp là mình mang bị chật hoặc bị rộng. Nhiều bác thì thực sự là nhiều bác thì thấy cái áo thì nó rất là đẹp, thì các bác lại mua, các bác chốt thì mất công là mặc lỡ mình mặc không vừa, hoặc là bị rộng mặc bị rộng không nhá. Nên mình chịu khó là mình xem đúng chiều cao cân nặng của mình thì các bác mới chốt nha. Đầu tiên sẽ lên cho bác một con áo xa lộn này đó. Con này kiểu dáng kiểu bomber các bác nhá. Da thì chất da lộn quá ha. Đây có nhìn kỹ cái chất da này giúp em này. Đó, một con màu nâu quá ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì hàng nói chung là hàng mới về, kiểu kiện nó bị ép kiện á, nên là nó sẽ hơi bị nhăn các bác nhá. Hơi bị nhăn này các bác mua về mình có thể là xử lý, gọi là dùng bạt ủi hơi nước, hoặc là mình mang ra tiệm mà nhờ người ta ủi cho nó phẳng này này. Đó, con này thì dòng là tay bo chun, cổ bo chun đúng nhá, cổ bo chun. Đó, đai cũng là đai bo chun đúng không nha. Đó, dòng là dòng bomber. Đây, đằng sau. Đấy. Con này thì có bác nào cao 1m65 nhá, 1m65 1m7 này. Đấy. Form này áo này cực kỳ đẹp không nha. Đó, cái con này là em nói thật là cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái chất da này. Mà giá thành thì cực kỳ rẻ luôn các bác nhá, cực kỳ là rẻ luôn. Đó, quay form cho bác xem đằng sau này. Đấy. Một con màu nâu chất da lộ không nhá. Đó, cao 1m65 đến 1m7. Đó, và cân nặng của con này là 65 đến 70 cân đúng nha, 65-70 cân. Mẫu cao là 1m65 đúng nhá. Bác nào mình có gọi là mình có thể là ướm chiều cao vào mẫu này. Mẫu là cao 1m65. Mã con này là mã D135 các bác nhá, D135. Giá là 350k nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, một con áo da lộn cực kỳ đẹp các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Tay con này là tay 60, vai 50 và lưng 58 nhá, lưng 58. Đây hiệu con này đây các bác nhá, hiệu con này đây. Đó, thương hiệu đây các bác ha. Đó, tem code này. Đấy, tem của nó đây các bác nhá. Bên trong kiểu lót vải dù cực kỳ dày dặn này. Đó, các bác mua về mặc mấy con này thì rất là ok. Đó, màu này cũng rất là đẹp luôn. Chỉ có giá là 350k thôi các bác nhá, 350. Thì thực sự là nhiều con áo da thì nó là có thể là nhiều con thì nó sẽ hơi cũ không nhá, hơi cũ một xíu thì mình có thể là mua về mình mặc mang đi làm, hoặc là mình xử lý theo cách của các bác nhá. Nhiều con thì nó là cái da nó hơi cũ hoặc là nó bị mốc hoặc gì đó thì mình mua về mình xử lý giúp em nha. Tại vì em bán cho bác cái giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ khoảng 200-300 ngàn đúng không nhá, 200-300 ngàn thôi. Đây, tiếp tục thì cho bác một con áo màu nâu này, kiểu dáng là đai bo chun đúng không. Đây, cái phần đai bo chun này. Tay là tay cúc bấm không nha, con này là dòng tay cúc bấm. Đó, dòng khóa kéo nhé, dòng khóa kéo túi nắp hộp đúng không này. Đó, túi nắp hộp không nha. Đó, túi nắp hộp này. Đó, một con màu nâu nhé, một con màu nâu cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, con này thì kiểu cái da nó hơi mốc mốc không nhé, hơi mốc thì bác mua về các bác xử lý giúp em ha. Đây, cô ảnh sau bác xem này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này cũng các bác nào cao 1m65 này, 1m65, 1m7 có ha. À, mẫu cao là mẫu cao 1m65 nhá, mẫu cao 1m65. Đấy, đằng sau này. Đấy. 1m65 nhá, màu nâu. Đó, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Đó, có đút tay ở bên trong. Đó, có túi đút hai bên các ha. Cực kỳ dày dặn nhá, cực kỳ dày dặn, cái khóa kéo này. Đấy, cái khóa kéo đó ha. Đó, nhiều con thì tình trạng thì của nó thì sẽ hơi cũ nhá. Tại vì bên em là bán hàng si, chuyên bán hàng si. Đó, nên nhiều con áo thì nó sẽ hơi cũ. Đó, con này thì nó hơi bị mốc rồi này, mua về các bác xử lý với em ha. Đây, bên trong có túi trong này, có túi khóa bên trong góc nha. Đấy, tem code này. Đó, kiện này, kiện áo da Nhật các bác ha, kiện áo da Nhật. Con này có mã là D129 các bác nhá, D129. Tay 60 này, vai 45 và lưng 63, giá là 350 các bác nhá.
60 đến 65 cân cũng nha, 60 đến 65 cân. Tiếp tục lên cho bác một con áo kiểu dáng là kiểu vừa cổ trụ này. Bác nào mà mình thích kéo cổ cao lên này, không thì mình cũng có thể là bẻ cổ ra tùy thuộc vào mình thích dòng vẻ cổ hay là không cũng nhá. Con này rồi màu vàng bò này, màu vàng bò da mềm mịn cũng nhá, mềm mịn này. Cái tay của nó đây các bác nhá, cái phần đầu tay thì nó hơi, cái da nó hơi bị sờ một xíu nhá, hơi sờ một xíu, cái da nó cực kỳ mềm nhá, cực kỳ mềm luôn. Quay cận chất cho bác xem này. Đấy, túi là túi khóa kéo nha, túi khóa kéo với em màu vàng bò. Đó, kiểu dáng đơn giản này. Đấy, đây quay phóng xa nó xem này. Đây, phóng xa. Thiết kế đơn giản nhá, thiết kế đơn giản. Con này mẫu con này thì các bác nào cao 1m7, 1m75 góc nha. Da cực kỳ mềm mại, xịn sò luôn, màu vàng bò. Đấy, bác nào mình chưa có một con màu vàng bò thì bác cũng có thể chốt con này cho em ha. Đấy, 1m7 đến 1m75 góc nhé, 1m7 1m75. Và bác nào mình thích mặc rộng rãi và mặc dài hơn thì mặc như mẫu là mẫu cao 1m65 góc nhé. Đó, mình mặc dài như mẫu thì mình cũng là 1m65. Tình trạng này thì nó hơi sờn đúng này, hơi sờn sờn một xí nha. Đó nên là em bán cho bác con này giá là có 200k thôi. Đó nên là em cũng còn nói rõ cái tình trạng con này trên video đúng không nhá, 200k thôi. Mã là D128 này, tay 60 vai 50 và lưng 70. 70 đến 75 cân nhé, 70 75 cân. Đó, có túi trong đầy đủ này. Đó, tem cốt này. Đó, kiện này kiện áo da Nhật các bác ha, kiện áo da của Nhật. Đấy, bên trong là lót nhiều vải dù ha. Nhiều con áo thì em bán cho bác cái giá chỉ khoảng 200 thôi. Thì gọi là kiểu em nhiều con thì nó sẽ hơi cũ nhá, hơi cũ thì em sẽ bán giá rẻ hơn. Đó nên bác nào mình ưng thì mình chốt không nha, để tránh mình mang mình mặc gọi là mình xem kỹ trên video rồi mình hạn chốt để tránh mình mặc bị chật hoặc bị rộng hoặc là mình hoàn hàng về. Đó nên là xem kỹ trên video với em ha. Đây, nên cho bác một con áo màu cam đất này con này, một con màu cam đất form rất to rất bự luôn nha, cực kỳ dày dặn luôn. Con này thì thực sự là các bác mua về dự trữ vào mùa đông mặc thôi, em nói thật là chứ mùa hè mà mặc con áo này thì gọi là toát hết mồ hôi luôn nha, tại vì cực kỳ nóng này. Đó, lót cực kỳ dày dặn này. Đó, lót nhiều lót lông này, lót lông cực kỳ là ấm luôn. Đó, em nói thật là khuyến cáo các bác là nên mua con này về dự trữ vào mùa đông để mặc các bác nha. Đó, mùa đông thì áo ra thì cái giá của nó sẽ bị đẩy lên khá là cao. Đó, nên là các bác tranh thủ là mua con này để về mùa đông mặc này. Đó, cái giá thành gọi là đầu năm giữa năm thì cái giá rất rẻ luôn, tại vì mùa hè thì nói chung là áo thì bán giá cực kỳ là rẻ. Trời, một con màu cam đất không nhá. Đó, một con màu cam đất và con này là có mũ không nhá, một con này có mũ này. Đó, rất là hợp vào mùa đông luôn nha. Đó, cực kỳ dày dặn này, cái lót em thấy cái lót này cực kỳ ấm luôn nhá, cực kỳ ấm luôn. Rồi quay phòng xa nó xem này. Đó, đằng sau kiểu dáng dài nhá, kiểu dáng dài thì con này các bác nên cao trên 1m7 với em này, cao trên 1m7 nha. Còn bác nào mà người vừa gầy này, vừa như em thì mặc sẽ hơi bị dài nhá, hơi bị dài một xíu, em chỉ cao 1m65 thôi. Nên bác nào mình cao 1m7 thì nên chọn con này nhá. Đó, túi nắp hộp này, túi nắp hộp của Phúc bấm cốc ha, có cúc bấm này đằng sau này. Con này là dòng có mũ không nha, dòng có mũ, bác nào mà mình thích mấy con áo da có mũ này. Đó, thì chốt con này cho em ha. Đó, cái phần tay của nó thì nó cũng hơi chầy chầy không nhá, hơi xíu xíu ở cái phần đầu tay này ha, cực kỳ nặng luôn nhá. Em nói thật con này thì với cái giá là đầu năm thì em bán mắc 350 thôi, còn ví dụ như nó vào dịp là Noel cuối năm thì em bán ít nhất con này cũng phải là 700 thôi nhé, 750 các bác ơi. Đó, thực sự là cực kỳ rẻ luôn. Mã con này là mã D127 nhá, D127, tay 60 vai 55 và lưng 73, 80-85 cân nhá. Đó, bác nào mà mình có cân nặng khoảng 75 cân mặc vẫn được không nhá, 75 cân mặc vẫn được. Đó, lót thì cực kỳ dày dặn luôn. Đó, thương hiệu của nó đây bác nha, thương hiệu của con áo đây này. Đó, cực kỳ xịn sò mà cái giá chỉ có 350 thôi. Đó, nên bác nào mình gọi là chơi hàng si này, thích giá săn gọi là con áo giá rẻ thì bác chốt không nhá. Có nhiều con áo thì nói chung là
cực kỳ độc lạ luôn. Màu cũng khá là lạ luôn nha. Màu nhiều con thì màu vàng, màu xanh, màu trắng gì đó tùy thuộc này. Đây, lên cho bác một con áo cũng da lộn nhá, màu da lộn. Đó, màu vàng bò này, màu vàng bò một màu. Đây, quay cận chất da bác xem này. Kiểu da lộn cũng nhá, da lộn. Tay là tay cúc bấm nha, tay cúc bấm. Và con này thì ở cái phần cổ áo của nó thì có lót lông. Đó, mình mùa hè thì bác có thể là tháo cái phần lông này ra. Đó, mùa đông thì mình gắn nó lại nhìn cho nó ấm áp vào mùa đông các bác nha. Đấy, con này có tháo rời không nha. Đây có cái cúc ở đây này, các bác tháo rời ra. Đó, kiểu dáng này các bác ha. Đây. Đó, mặc cực kỳ đẹp luôn. Con này màu rất đẹp luôn này. Đấy, các bác thấy không? Đai này là đai bo chun nhá, đai bo chun. Đấy, đai bo chun có túi nắp hộp này. Túi nắp hộp, túi nhét tay này. Đó, rất ok luôn nha. Đó là sao? Cái phần cổ lót lông này các bác có thể là tháo rời cũng nhá, có thể tháo rời nếu bác nào mình mùa hè thì mình nên tháo cái này ra nhìn cho nó mát mẻ hơn ha. Đó, tay cúc bấm này, nhìn rất đẹp, rất xịn luôn. Đó, cái giá thành thì cũng rất là rẻ nhá, rất rẻ luôn. Con này các bạn nào cao 1m65, 1m7 nhá, 1m65, 1m7, 250k nhá, 250 thôi, 250 nhá. Mã là D126 rồi, D126. Tay 60, vai 50 và lưng 63, 60-65 cân nhá. Nhiều con áo thì em sẽ bán xả rẻ, nên là ít nhiều thì nó cũng phải là hơi cũ hoặc là hơi xấu một xíu nhá. Đấy, đây là lót bên trong. Đấy, đằng sau đây nha. Đó, đằng sau của nó đây cô nhá. 250 cô, 250. Mỗi con áo thì có một mã riêng nên bác nào mà mình ưng mẫu nào đó, mình có thể là nhắn trực tiếp qua Zalo cô nhá. Tại vì bên em thì mấy bác nào mà mình nhắn bên Zalo thì em sẽ chốt nhanh hơn. Tại vì thường gọi điện thì em không thể nghe máy được hết ấy. Thì các bác chịu khó là mình nhắn trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Đây, tiếp tục lên cho bác kiểu dạng áo này. Con này cũng khá là độc lạ luôn nha. Đó, màu ghi này con này. Đấy, cái áo rất độc lạ luôn. Nó phối với lại màu nâu nha. Phối với màu nâu cổ này. Đó, phối với cái phần da cổ của nha. Đó, da liệu là da cũng kiểu da lộn này con này. Đây, các bác nhìn cái chất da này. À, phối da cũng nha, con này là dòng phối da cực kỳ đẹp luôn nha. À, các bác nhìn cái chất tay, chất da này, chỗ cực kỳ xịn luôn. À, các bác nên chọn con này này, màu vừa độc lạ này, vừa phối kiểu này, rất kiểu cách luôn nha. Vừa khóa nhá, vừa khóa vừa cúc luôn. Đấy, lòng lót bên trong này, cũng rất là dày dặn. Đó, quay không xa nó xem này. Đó, màu cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái dòng phối như vậy thì các bác nhìn thấy không? Phối rất là đẹp luôn các bác nhá, phối cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái chất da thì chất da lộn. Cái đợt này về thì em có rất là nhiều cái con áo da lộn với lại nhiều mẫu mã rất là đa dạng và rất là nói chung cực kỳ độc lạ luôn. Đó, các bác mua về mình có thể là sưu tầm những con áo da, mình về mình chỉ gọi là mang ra tiệm nhờ người ta hấp hoặc là xử lý lại thôi. Thì nói chung là với cái giá này thì cực kỳ rẻ luôn các bác nhá, cực kỳ rẻ luôn. Con này thì mẫu thì cao 1m7 trở lên các bác nhá, 1m7, 1m75. Đấy, cái lòng lót bên trong luôn này. Đó, cực kỳ nhiều tem code họa tiết gì đây này. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ nhiều họa tiết chữ gì đây này. Đó, lòng lót bên trong cực kỳ dày luôn nha. Đó, tem code đúng không? Kiện này kiện của Nhật các nhá, kiện của Nhật. Đây. Có túi trong luôn các nhá, có túi trong. Đó là áo da lộn cho em nhá. Đó, con này thì em có bán 250k luôn. Đó, 250. Mã là D125. Tay 55 và vai cũng 55 luôn nhá. Đó, lưng là lưng 75, 65 đến 70 cân, 65 70 cân. Nhiều con áo thì thực sự là em bán với giá là khoảng 200 đến 250 gì đó thì nó có tình trạng của nó thì cũng có thể là hơi cũ nhá, hơi cũ hoặc là cái phần da của nó thì gọi là không được đẹp mà như hàng đẹp nhiều các bác thì em sẽ bán cho bác cái giá rẻ hơn đó ha. Các bác nào mà mình muốn gọi là mua được những con áo xịn hơn thì các bác phải bỏ cái giá tiền thì sẽ mắc hơn không nhá, sẽ mắc hơn. Đây, tiếp tục đến có một con màu nâu luôn này, kiểu dáng là cổ trụ các bác nhá, cổ trụ và dòng này là dòng cài cúc và dấu bên trong này. À, khi các bác cài cúc thì nó sẽ dấu ở bên trong như vậy các bác nha. À, áo thì nó bị ép kiện nên là sẽ hơi nhăn các nhá, hơi nhăn một xíu này. Đó, các bác chịu khó là mình mua về mình ủi hoặc là mình là gì đó qua cho nó phẳng quá ha. Còn là bác nào mình gọi là dân sành về áo da thì bác mình mua về mình xử lý cho em nhé. Cái chất da của nó đây cô này. Đó, may khâu thì rất là kiểu cách, rất là
Đó, cũng được phối luôn cô nha. Đó, ở phần viền tay này, cũng được phối màu luôn cô ha. Đó, quay phóng xa bác xem. Đấy, đằng sau này, con này kiểu dáng dài đúng không ha? Con này kiểu dáng dài, kiểu dáng dài với em nhá. Cái tay tay con này thực dạng kiểu tay lỡ không nhá, kiểu tay lỡ này. Đó, bác nào mình không thích mặc kiểu tay lỡ hoặc là bác nào mình thích mặc kiểu lỡ lỡ tay thì cũng thể là chốt con này ha. Cao 1m7 trở lên với em nhá. Mấy cái kiểu áo dáng dài thì bác nên, mấy bác nên cao một xíu thì mình mặc sẽ gọi là vừa form và kiểu dáng của mình hơn. À, như con này thì em có bán 250 không ha? Mã là D124, tay 50 này, vai 47 và lưng 80 nhá. 65 đến 70 cân, 65 70 cân thôi nha. Đó, lòng lót bên trong. Đó, lưng. Đấy, nó hơi nhăn các nhá. Cái áo này thì nó hơi bị nhăn. Bác mua về mình chịu khó là mình uống cho em ha. Đây, em có một con áo kiểu dáng là ghi lê đấy con này, ghi lê à, da lộn quá nha, à, ghi lê kiểu dáng da lộn này à, kiểu à, ghi lê rất là độc lạ luôn nha. À, mấy bác nam mà mình mua thì mặc mấy con này cũng rất là ok con này. Đó, kiểu dáng là ghi lê à, chất da là chất da lộn với em nhá. Dòng là dòng năm cúc nha, dòng năm cúc cực kỳ đẹp luôn à, form của nó sẽ như vậy cúc nhá, form sẽ như vậy. Đây đằng sau đây. Đấy, con này bác nào cao khoảng 1m65, 1m7 ha, 1m65, 1m7 này. Đó, cũng có túi ở hai bên luôn các nha, có túi ở hai bên luôn. Đó, đằng sau này. Đấy, con này rất là kiểu luôn nha. Áo là áo ghi lê nhé, áo ghi lê với em ha. Đây, con này có mã là 1D123, 150 nhé. Đó, bán cho bác 150k luôn. Đó, cái áo da lộn rất xịn sò này. Đó, 150 nhé, 150. Bác nào mình ưng mẫu này thì bác đặt mua cho em là mã D123, 150. 65 70 cân nhá, 65 70 cân. Đây. Cái thương hiệu của nó đây các nha, thương hiệu đây. Bên trong là lót vải dù nhá, bên trong lót vải dù. Nói chung cái đợt này về thì em có rất là nhiều mẫu áo rất đa dạng luôn. À, và cũng rất là độc lạ nhá, màu thì đa dạng luôn, màu nâu, màu ghi, màu vàng bò rất là nhiều. À, bác nào mình thích cái màu nào đúng chiều cao cân nặng của mình thì bác hãy chốt các bác nhé. Và về hình thức mua hàng bên em thì bác bắt buộc phải cọc lên 100k. Và bên em thì bao ship tới tận nơi. Khi shipper giao hàng các bác chịu khó là mình mở ra kiểm tra cho em nhé. Kiểm tra cho em. Đây, tiếp tục mình bác một con màu nâu tiếp này. Đó, cái chất da này bác nha. À, con này cũng mặc khá là kiểu cách rất là chất luôn. À, tay là tay cúc này. Tay cúc bấm các nhé. Tay cúc bấm. À, quay phòng xa nó xem này. À, với cái dòng này bác mặc phối quần jean, quần quần tây gì đó mình mua về mình mặc đi chơi lễ với người thân này. Đó, mặc rất là ok vì giá chỉ khoảng 250-300 ngàn thôi bác nha. Túi nắp hộp này, túi nắp hộp, túi nhét tay đầy đủ luôn nha. Dòng là dòng cổ trụ nhá, dòng cổ trụ có cúc cài cúc bấm trên này này. Đó, dòng cổ trụ có cúc bấm đấy các bác nhá. Form này màu nâu bác nhá, màu nâu. Đó, con này các con nào cao 1m65, 1m7 nhá, 1m65, 1m73. Đó, 1m65, 1m73 không nha. Mã là D121. D121, tay 63, vai 50 và lưng 63 này. Con này thì nó bị hư khóa nhá. Hư khóa nên bác chịu khó là mình mua về mình sửa khóa cho em nha. Nên là em bán cho bác là với giá 200k. Chứ nếu không thì em cũng bán khoảng 300 ngàn đúng nhá, 300 đến 350 gì đó. Nhưng mà nó bị hư khóa thì em sẽ giảm giá xuống để cho bác về mình sửa khóa nhá. Sửa khóa thì cũng mất khoảng 20-30 ngàn thôi. À, 200 ngàn. Mã là D121 nhá, D121. Con này thì khoảng 55-65 cân này, 50-65 cân gì đó này. Đấy. Đây, lòng lót bên trong, vải dù cực kỳ dày luôn nhá. Con này cực kỳ dày luôn. Có túi trong cũng nhá, có túi trong ở hai bên luôn. Túi trong hai bên, màu thì cực kỳ đẹp nhá. Đó, màu thì màu nâu. Màu nâu da lộn cũng nhá, màu nâu một con da lộn. Đai nó là đai bo chun nhá. Đây cái phần đai nó là đai hơi bo chun này. Mà kiểu người ta mặc lâu rồi nên là nó cũng hơi giãn rồi các bạn. Nó hơi giãn cái phần chun này rồi. Đây.
Đây, tiếp tục lên cho một con vét này, con này vét này cũng da lộn đúng không bác nha. Đó, con này thì em thấy độ mới khá là cao nhưng mà nó bị mỗi cái tội là ép kiện nên nó bị vỡ một cái cúc này, nó bị vỡ một cái cúc nên có nào mình mua con này về các bác khâu lại một cái cúc khác cho em nha. Trước em thấy con này khá là mới luôn. Đó, một con màu nâu cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, da lộn này các bác này, chỗ cực kỳ đã luôn nha, cực kỳ đã luôn. Đó, có túi này. Đó, dòng là dòng vét nhá, dòng vét cho em nha. Đó, một con màu nâu cực kỳ đẹp luôn. Đó, 1m65, 1m7 cho em nhá. 1m65, 1m7. Đó, có túi túi hai bên này này. Đó, con vét này cực kỳ đẹp và rất là độc lạ luôn nha. Đang mà mình gọi là mình thích cái dòng vét này. Đó, thì mình tranh thủ mình đặt mua cho em nhá. Đó, tay này. Tay giả cúc cũng nhá. Con này là tay giả cúc cho em ha. Tay của nó cũng là tay lỡ nhá. Tay cũng là tay lỡ này. 1m65, 1m7 nha. 1m65, 1m7. Con này vợ cúc này em bán chắc là 200.000 nhá, 200k. Cân nặng của nó là 55-60 cân nhá, 55-60 cân. Mã là D122, D122. Tay 55, vai 38 và lưng 63 này. Đó, tem của nó đây có ha. Đó, hiệu nó đây có này. Hiệu hiệu Nhật, hiệu Dục gì đây này có này. Đó, tem ở dưới có ha. Kiện áo da này, kiện áo da Nhật cấp nhá, kiện áo da Nhật. Đó, form này cực kỳ đẹp luôn. Độ mới cực kỳ cao nhá, độ mới cực kỳ cao luôn. Con này tình trạng của nó thuộc dạng như gọi là chỉ bị mất gọi là cái cúc của nó bị vỡ thôi, khi nó bị ép kiện nên là nó bị vỡ thôi. Đây, tiếp tục lên cho bác món áo này. Đó, form là kiểu dáng là manto nhá, form manto này bác nào mà mình gọi là người gọi là có người gọi là form form bự này, kiểu người mình to các bác, người mình to thì mình đi chốt mình cái dòng này nhá. Form là kiểu dáng manto, có dây thắt eo bên trong này, có dây rút ở bên trong. Bác nào mình thích hơi bo bo ở eo một xíu thì mình có thể rút cái phần ở cái dây thắt ở bên trong không nha. Lòng lót bên trong thì cũng rất là đẹp luôn. Mấy cái dòng này thì em nghĩ là phù hợp với mùa đông hơn, tại vì nó dày dặn các bác, dày dặn với lại nó nặng. Nó nặng thì gọi là mình mặc vào mùa đông sẽ ấm áp hơn. Đấy các bác nha. Đó, phối này. Áo là áo phối không nhá. Ở cái phần cổ này cái màu của nó màu nâu nó sẽ đậm hơn. Nó vừa khóa vừa cúc nha. Con này là dòng vừa khóa vừa cúc cho em nhá. Đây, quay phóng xa nó xem này. Đây, đằng sau nhá, đằng sau này. Cao trên 1m7 cho em nha. Cao trên 1m7, dòng vừa khóa vừa cúc nhá. Dòng vừa khóa vừa cúc luôn. Đó. Túi này, túi nắp hộp cực kỳ sâu nha. Túi nắp hộp này. Túi nhét tay này, đó, tiện lợi chưa, cực kỳ tiện lợi các nhá. Dòng là dòng kiểu dáng là manto, dòng manto có dây thắt eo nhá, dòng có dây thắt eo, cao trên 1m7 rồi em nhá. Cái dòng manto thì các bác chịu khó là cao trên 1m7 này và cân nặng thì 75-80 cân nhá. Con này thì 75-80 cân, bác nào mình 70 cân cũng được này, bác nào mình gọi là thích mặc hơi rộng một xíu thì 70 cân cũng được các bác nha. Con này cũng giá là 350 nhá, đó kiểu dáng manto. À, mã là D139, tay là 55, vai 50 và lưng 75. 75-80 cân các bác nha, 75-80 cân. Lòng lót bên trong cực kỳ đẹp, cực kỳ dày dặn luôn. Đây, cái tên của nó đây các bác này. Đó, tên của nó đây các bác nha. Đây, tiếp tục mình cho một con áo. Con này là form mỏng nha, da kiểu da nó mỏng á. Thì con này cái kiểu thiết kế nó là mình mặc vào mùa hè. Mặc vào mùa hè thì nó sẽ mát mẻ hơn. Và cái kiểu của nó là kiểu da kiểu là dập vân da nhá, dập vân da với em ha. Đó các bác nhìn này, rất độc lạ luôn nha. Form mỏng thì mình mặc vào mùa hè nhá, mặc vào mùa hè giúp em ha. Đấy, mặc vào mùa hè giúp em này, đằng sau này. Đấy, con này thì bác nào cũng cao 1m65, 1m7 cũng nha, 1m65, 1m7. Bác nào mình thích mặc gọi là dài hơn một xíu thì 1m6 cũng được các bác nhá. Đó, thích mặc dài hơn thì 1m6 này. Nó cái kiểu nó kiểu như dập vân da không nhá, dập vân da. Form mặc vào mùa hè nhá, mặc vào mùa hè rất ok, rất mát mẻ, rất thoải mái luôn nha. Mà cũng rất là độc lạ luôn. Đây, cái tem của nó đây cũng nhá, cái tem của nó đây. Đó, con này thì bán cho bác từ cái giá là 350 nhá, 350k luôn. Đó, mặc vào mùa hè rất ok. Mã là D138 này, tay 55,
vai 42 và lưng 60, 60 65 cân nhá, 60 65 cân. Đó các bác chỉ cần bỏ với cái giá là 350 thôi. Còn được bao ship tới tận nhà nhá, bao ship tới tận nhà. Và các bác được đồng kiểm với shipper. Đó, mình đúng mặt hàng các bác đặt mua này. Đó, thì các bác hãng nhận không nhá. Nhiều bác thì cứ các bác cứ đặt chốt kiểu mình không thấy đúng sai của mình mà mình vẫn đặt thì mình sẽ mặc bị động ngay. Nên nếu mà bác nào mình gọi là mặc không vừa hoặc là mình muốn đổi sang áo khác thì các bác chịu khó là mình chịu tiền ship cho em nha, chịu tiền ship cho em. Đây, tiếp tục đến cho một con áo màu xanh đen nhé, một con màu xanh đen. Độ mớ này cao ơi, độ mớ con này cao. Đó, các bác nhìn cái chất da nó là biết rồi. Đó, còn bóng luôn. Đó, cái form cái áo da còn bóng bóng luôn các bác này. Đó, màu xanh đen các bác nha, màu xanh đen. Đó, dòng là dòng cúc vắt chéo như vậy cũng ha. Dòng cúc vắt chéo như vậy. Đó, quay form xa cho bác xem ha. Form dài, dài rộng nhá, dài vừa rộng luôn. Màu là màu xanh đen nha, màu xanh đen. Tay là tay suông nhá, tay suông. Thì em cũng có nói trước là nhiều con áo thì nói thật thì nhiều con áo thì em sẽ bán cho cái giá xả rẻ. Nên là ít nhiều thì nó cũng gọi là tình trạng nó có thể là hơi cũ hoặc là cái da nó thì không được ok lắm đâu nhá. Nên bác nào mình gọi là mình thiện chí thì mình hẵng đặt mua cho em ha, để tránh mình hoàn hàng. Đây, con này 70-75 cân nhá, 70-75 cân. Cao 1m70-1m75 nhá, cao 1m70-1m75. Đó, form áo đây các bác nha. Đó, đằng sau đấy, màu xanh đen với anh ha, màu xanh đen. 70-75 cân nhá, 70-75 cân. Mã con này là mã D137 nha, D137. Tay 57, vai 45 và lưng 80. Đó, giá là 350 nhá, giá là 350k. Đây, tiếp tục đến cho một con áo kiểu dòng sơ mi nhá, dòng sơ mi này. À, con này thì 50-55 cân các nhá, 50-55 cân. Và cao 1m65-1m7 này, 65-1m7 nhá. Da là da lộn nhá, da lộn một con màu nâu này, cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, tay là tay cài cúc nhá, tay cài cúc kiểu dáng là dòng sơ mi. Đó, dòng sơ mi với em ha, dòng sơ mi này. Đấy. 50-55 cân nhá, 50-55 cân. Đấy, một con màu nâu da chất là chất da lộ cho em ha. Đấy, dòng sơ mi. Cân nhá, mã là D140. D140 350k nhá, 350k. Tay 58 này, vai 42 và lưng 60 nhá, lưng 60. Đây, tiếp tục mình cho bác một con áo màu xanh đen tiếp không nha. Con này thì nó rất là độc lạ luôn. Bác nào mà mình thích mặc kiểu áo kiểu ghi lê nhá, kiểu ghi lê thì mình có thể là tháo cái phần khóa này ra này. Đó, tháo cái phần khóa này ra thì sẽ tạo nên một cái kiểu áo là dáng ghi lê không nhá. Đó, cái phần đây. Cái phần này nó có tháo khóa ra được không nhá? Tháo khóa ra được nên bác nào mình thích mặc kiểu áo kiểu dáng ghi lê này. Đó, mình có thể là tháo phần khóa này ra là mình mặc theo phong cách ghi lê cũng nha, mặc được hai trong một luôn, hai trong một luôn cũng nha, cực kỳ tiện lợi. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn. Đó, đai của nó cũng hơi bao chun một xíu này, hơi bao chun một xíu màu xanh đen nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, dòng cúc bấm mà, vừa cúc bấm vừa khóa kéo nha, vừa cúc bấm vừa khóa kéo với em nha. Đó, con đấy, tiện lợi lắm không luôn các nha. Đó, cái phần này có thể tháo khóa nhá, có thể tháo khóa thành áo ghi lê. Đó. Cao 1m65-1m7 nha, 1m65-1m7. Đó, mặc cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ tiện lợi. Đó, bác nào mình thích mặc kiểu ghi lê có thể tháo phần tay ra các nha, tháo phần tay này ra. Đó, bán cho cái giá 350 luôn nha. Đó, vừa mặc được 2 trong
hai kiểu cách luôn mà cũng chỉ 350k, mã là D136 nhá, D136. Tay 56 này, vai 50 và lưng 60. 60 65 cân nhá, 60 65 cân. Đó, mặc được hai kiểu màu xanh đen đúng không nha, màu xanh đen. Độ mới cũng khá là cao nhá, nhưng mà nhiều con áo thì em cũng nói trước là có thể là nòng lót của nó có thể là hơi dơ một xíu nhá. Hơi dơ một xíu thì mình mua về mình giặt mình xử lý qua không nha. Đây, tiếp tục lên cho một con áo kiểu dáng cổ trụ này, cổ trụ cài cúc cũng nhé, cổ trụ cài cúc này. Đây con nghỉ cúc nhìn nó rất là xịn luôn nha, kiểu nó kiểu mạ vàng hay sao á, nó cũng nói chung là cực kỳ đẹp luôn cũng nhé. Màu là màu kiểu đỏ đỏ đô đỏ ấy các bác, nhưng mà không quá đậm nhé, cái màu này không quá nổi cũng không quá gọi là quá nổi quá nổi bật cũng ha, không cũng khá là trầm, màu này cũng khá là trầm không quá nổi này. Đó, tay cũng là tay cài cúc luôn, tay cài cúc nhìn rất xịn luôn nhá. Đó, các bác nên chọn cái con này này. Mua về thì các bác chịu khó là mình có thể dùng bạn ủi hơi nước hoặc là mang ra tiệm người ta ấy cho nó phẳng ra các bác nha. Chứ nhìn nó hơi nhăn một xíu nên là nhìn nó nhiều khi là nó không được phẳng lắm đó ha. Đấy. Đây, là sao này. Con này các bác cũng cao 1m65 1m7 nhá, 65 1m7 này. Kiểu dáng là kiểu dáng cổ trụ các bác nha, kiểu dáng cổ trụ. Đó, màu đỏ đỏ đô rồi đỏ đậm gì nữa. Đỏ đô có nha, màu đỏ đô, cái tay được may kiểu gập con này. Đó các bác nhìn thấy không? Kiểu gập gập dập như vậy, cũng khá là kiểu cách không nha. Con này thì em nói trước là các bác mua về có phải ủi không nha. Nhiều áo thì thực sự nó hơi bị nhăn nên bác chịu khó là mình mua về mình chỉ việc ủi thôi. Ủi thôi là nó đẹp ngay nhá. Đó. Con này thì nó đẹp với lại khá là hiếm màu. Cái màu này thực sự rất là hiếm nên em sẽ bán với cái giá là 380 nhá. 380 60 đến 65 cân. Đó, 60 65 cân các bác nha. Mã là D130, tay 57, vai 42 và lưng 63 nhé, lưng 63. Đây, tem code này. Đó, tem code của nó đây các bác nha. Đó, các bác nên chọn cái dòng này nhé. Và cái con này thì cái phần dưới đai của nó này là có xẻ nha, có xẻ tà này các này. Có xẻ tà nhá. Màu rất độc lạ luôn, màu này nói chung là rất là hiếm các bác nhá, màu cực kỳ hiếm luôn, màu kiểu nó đỏ 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 đậm quá ha, đỏ đô gì đó này. 380 giúp em nha, 380 thực sự là cái giá này quá rẻ luôn. Thực sự là bác nào mà mình gọi là mua hàng áo da của em lâu năm thì bác cũng biết rồi, thì thực sự là hàng em bán với giá cực kỳ mắc luôn. Nhưng mà đầu năm thì em gọi là tri ân, nên các bác bán cho bác với giá 200-300 ngàn. Đó, đắt thì cũng khoảng 350-380 thôi. Đó, thì bán cho bác với giá gọi là rẻ, gọi là cực kỳ rẻ luôn các bác nha. Nhiều con áo thì nó phù hợp với mùa đông hơn thì có thể là mình mua về mình dự trữ đến khi là mùa đông, mùa lạnh này mình chỉ việc mang ra mình mặc thôi. Đó, chứ nếu mà mùa đông thì các bác mà mua áo ra thì em nói thật là cực kỳ mắc không nhá, cực kỳ mắc luôn. Đây, tiếp tục lấy cho bác một con áo màu nâu cam nhá, màu nâu cam. Và con này là dòng có mũ này. Đó, bác nào mà mình thích có mũ này. Đó, mình thích con áo mà có mũ thì mình nên chọn con này nha. Nó có cả cái dây rút luôn nha. Dây rút này. Túi nắp hộp trên, túi nắp hộp dưới luôn các nha. Đó, vừa trên vừa dưới. Đai là đai bo chun cho em nhé. Con này là dòng đai bo chun, tay bo chun luôn. Đai bo chun, tay bo chun các nha. Đó, phần sau. Con này quá cũng cao 1m65 1m7 nha, 65 1m7 này. Bác nào mình thích mặc dài hơn, thích mặc dài hơn thì 1m6 nha. 1m6 cũng mặc được này. Đó, nhiều con thì bác nào mình thích mặc dài, mặc ngắn thì mình cũng có thể là tùy chỉnh các nhá. Mẫu là mẫu cao 1m65 các nha. Đó, con này thì cực kỳ dày dặn luôn. Cực kỳ dày dặn, độ mới cao nhé, độ mới cao này. Đó, thấy không? Độ mới cao, màu nâu cam. Màu nâu cam có mũ nhé, có mũ bên trong này, lòng lót bên trong cực kỳ mới luôn. Đó, cực kỳ mới nhá, 350 luôn. 350k, mã là D131. Tay 63, vai 42 và lưng 63, 50 đến 55 cân nhá, 50-55 cân. Đó, có gọi là có cái túi trong, có túi trong để các bác có thể là đựng ví tiền, đựng ví tiền, đựng mấy cái quan trọng các ha. Nó lòng mắt bên trong rất ok luôn. Độ mới cao nhé, con này thì em thấy là độ mới của nó cao. Đây, tiếp tục lên cho một con áo kiểu dáng cổ trụ này.
con này thì thực sự là cái da với lại cái form nó rất là xịn sò, nó cực kỳ xịn sò luôn, nhưng mà gọi là nó hơi cũ một xíu đấy, là cái phần da của nó thì nó gọi là hơi bị gọi là hơi bị màu, nó bị phai hay sao không nhá, hơi bị phai thì con này đó, con nhìn thấy không, mình bóc mua về mình có thể là đánh xi lại không nhá, đánh xi lại này, tay là tay tay khóa nha, tay khóa kéo này đó, tay khóa nha, đó phối nha, cái phần tay của nó sẽ phối hai cái đường dọc không nhá, đó đỏ xanh này, đó cái chất tay này. Đó, cái phần khuỷu tay người ta còn may một cái đường form này không này, nó rất là xịn sò luôn nha. Đó, áo này thì thực sự là nếu mà nó không bị gọi là cái màu cũ như vậy thì em bán ít nhất cũng phải là 500 trở lên không nhá, ít nhất nó cũng phải 500 trở lên, nhưng mà tình trạng nó thì hơi cũ một xíu nên em sẽ bán với cái giá rẻ thôi. Đó, có ở phần dưới đen đai này cũng có, ở dưới hông ở phần dưới áo là có đai nhá, có đai này. Đó, bác nào mình tùy chỉnh vào cái phần hông của mình có ha. Con này thì có bác nào cao 1m6 này, 1m65 1m67 nhá, 1m65 1m7. Áo thực sự là áo này rất xịn luôn, áo cực kỳ xịn này, mình mua về mình gọi là mình có thể là đánh xi lại nhá, đánh xi lại cho em nói trước là con này các bác nên đánh xi lại để cho nó đẹp này. Đó, chứ em nói thật là con này cực kỳ vip luôn, xịn luôn nha. 1m65 1m7 nhá, con này có 1m6 mặc cũng vừa bác ha, 1m6 thì mình mặc gọi là form hơi dài một xíu ha. Mã này là mã D14134 nhá, 134. Bán cho bác là 350 luôn cũng nhá, bán cho bác là 350, các bác mua về cũng chỉ cần đánh xi thôi. Đó, mang ra tiệm thì người ta đánh xi thì cũng khá là rẻ thôi. Cũng nhá, khá là rẻ luôn các bác ha. Tay là tay 60, vai 40 và lưng 57 nhá. 50 55 cân. Đó, chiều cao cân nặng thì em có nói rõ trên video rồi. Bác nào mà mình thấy chiều cao cân nặng của mình phù hợp, đó, mình gọi là mình ưng thì mình chốt cho em ha. Chứ không phải là mình thấy đẹp thì mình chốt thì mình mua về mình mặc sẽ không vừa không nhá. Đó, em còn nói trước con này thì các bác nên mua về mình đánh xi lại với xử lý ha. Đó, cho nó đẹp lại này. 350 thôi, thực sự là mua con này với giá 350 thì thực sự nó quá rẻ nhá, thì các bác chỉ có thể là khi bác mua hàng xi, mua áo da xi thì các bác mới có cái giá gọi là khoảng 200-300 ngàn các bác ha. Tiếp tục mình cho bác một con áo này, con này thì cực kỳ là dày các bác nhá, cực kỳ dày dặn luôn. Đó, form rất dày dặn này. Đây cái lòng lót bên trong các bác nhá, đây cái thương hiệu đây này, thương hiệu GA gì đây này. Đó, tem đấy các bác nhá, tem nói chung là kiện hàng Nhật cho em nhá, kiện áo da hàng Nhật. Đó, cái chất da của nó này. Đó, nhiều con áo thì cái da của nó thì cũng hơi sờn đúng không, con này thì em nói trước là da nó cũng hơi sờn, với con này cũng độ mới cũng không được cao lắm nhé, không được cao lắm. Đấy, đây cái chất da của nó đây con này. Đó, phần tay của nó thì hơi sờn quá ha, hơi sờn rồi thì thực sự này áo thì nó cũng cũ thì em sẽ bán một cái giá rẻ hơn nữa nhá, áo sẽ giá rẻ hơn nhiều. Đó, đằng sau này. Con này nói chung là nó dài thì nên các bác nên cao trên 1m7 cho em nha. Áo là dài thì các bác nên cao trên 1m7. Tay là tay suông nhá, tay suông. Và dòng là dòng cài cúc cho em nha. Dòng cài cúc form cực kỳ dày dặn nha. Cực kỳ dày dặn. Đó, dòng là dòng cổ bé cho em ha. 350k luôn. 350k bao ship đúng không nhá. Đó, form thì nói chung là nếu mà nó mới thì cái giá của nó sẽ mắc hơn. Nhưng mà nói chung là nó hơi cũ một xíu nhá. Hơi cũ. Với lại kiểu nói chung là cực kỳ dày, con này thì nói chung là cực kỳ dày luôn. Đó, mã là D133, tay 60, vai 46 và lưng 75, 70-75 cân các nha, 70-75 cân. Đó, cho một con áo da chỉ có 350k thôi. Đây, nên cho bác con áo da cuối cùng này, áo da cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đó, một con màu nâu cam nha, màu nâu cam. Màu nâu cam đất các bác nhé, màu nâu cam đất, kiểu da của nó là kiểu da lộn các bác ha, da lộn, form da lộn này. Đó, nhiều khi thì áo thì em cũng không thể sành da lắm, như bác nào mình gọi là dân sành da thì mình mua về mình chơi này. Đó, tay là tay cúc bấm các nha, tay cúc bấm cho em này. Đó, nhìn rất xịn luôn, màu cũng khá là hiếm nhá, em thấy màu này khá là hiếm này. Đó, có nhìn thấy không, màu khá là hiếm luôn. Đó, nắp hộp các nhá, túi là túi nắp hộp của phần ngực này. À, túi nắp hộp của phần ngực.
dòng là dòng cổ bé nhá, dòng cổ bé cài, dòng cổ bé cúc bấm nha, dòng cổ bé cúc bấm cho em ha. Đó, form thì như vậy luôn này. Đấy. Dòng của nó nhiều là dòng áo sơ mi nhá, kiểu áo sơ mi. Con này có cao trên 1m7, 1m7, 1m75 không nhá. À, 1m7, 1m75. Đó, form rất đẹp, rất ok. Da là da lộn nhá, da lộn. Và dưới vạt áo này, dưới vạt áo nó sẽ xẻ tà nhá. Vạt áo sẽ xẻ tà này. Đó, mấy con này thì mặc vào mùa hè rất ok. Tại kiểu da nó mỏng cô nhá, da nó form kiểu form mỏng, không quá dày. Nó không quá dày thì mình mặc vào mùa hè rất ok. Và cái chất da bên trong nữa nha, chất da bên trong. Đó, và bên ngoài sẽ như vậy. Thì áo nói chung là hàng áo da mới về. Đó, kiện áo da này mới về nên là nói chung là cái áo nó hơi bị nhăn cũng nha, hơi bị nhăn. Đó, nói chung là áo về một cái là em quay luôn cho các bác nên là nói chung là cái tình trạng nó hơi bị nhăn cô nha. Đó, làm sao. Đấy. Mã con này có mã là D132 quá ha. D132 là con áo cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đó, con này thì em xin phép là bán mắc hơn những con khác một xíu nhá. Tại vì cái da với lại cái gọi là cái form nó cực kỳ xịn này. Đó, bác nào mình bỏ cái giá là 480 thôi. Nhưng mà với cái giá 480 thì thực sự là khi bác mua con áo này vào cuối năm thì nó sẽ mắc gấp đôi cũng nhá, sẽ mắc gấp đôi. Đó, nhưng mà đầu năm thì em bán cho bác là 480 thôi. Nó chỉ nhích hơn những con khác một xíu này. Đó, thì các bác sẽ được nói chung là các bác bỏ với giá tiền như thế nào thì bác sẽ nhận lại một con áo như vậy các bác ha. Chứ các bác mua con áo khoảng 200 với một con áo 400.000 thì thực sự là nó sẽ chênh lệch nhau khá nhiều. Một con áo nó sẽ mới hơn các bác nhá, mới hơn, da của nó sẽ xịn hơn các bác ha. Đó, mã là D132, tay 60, vai 46 và lưng 70, 55-60 cân. Và em xin lưu ý với những bác là mua hàng thì các bác chịu khó là mình xem kỹ gọi là chiều cao cân nặng cho em nha, chiều cao cân nặng. Đó, bên trong này rất ok. Chiều cao cân nặng và hình thức mua hàng bên em thì cũng bắt buộc là phải cọc lên 100k cốc nhá. Đó, bên em thì luôn luôn là shipper giao hàng tới các bác được đồng kiểm, các bác mở ra kiểm tra mặc thử để tránh mình nhận hàng thành công thì em không thể xử lý đơn hàng của các bác nha. Thì nhiều con áo thì em nói trước là nó có thể là hơi cũ, cái da nó thì không được xịn với lại không được gọi là như áo da mới thì em sẽ bán với cái giá rẻ hơn. Nên bác nào mình gọi là mình ưng, mình gọi là mình có thể là mình thích cái mẫu đấy thì mình có thể chốt không nhá. Cái giá của nó sẽ rất là rẻ luôn. Và ở cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.